Rồi xin anh cho biết tên và anh sinh vào năm nào? Dạ tôi tên tên Việt Nam. Tôi tên Việt Nam là Đỗ Thu Huy, sinh năm 1951. Ngày 22 tháng 11 năm 1951. Và tên gì? Larry Đỗ. Dạ. Thế anh sinh ở đâu thưa anh? Tôi sinh ở bên Sông Củi, tức là trước trường Chợ Lớn ở bên Việt Nam. Chợ Lớn. Dạ vâng, vậy là thưa anh là người Việt gốc Hoa phải không? Dạ, tôi là Việt gốc Hoa, sinh ở bên Việt Nam. Nhưng mà ba má cũng vẫn còn là người Hoa hay là người Việt Nam? Ba má cũng là người Việt Nam rồi. Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Lâu nhập tịch Việt Nam là năm rất là lâu. Khoảng năm 1942-45. Thế anh thì trước cái thời mà Cộng sản vào ấy thì anh làm nghề gì? Cộng sản vô là tôi đi lính hải quân với cấp bậc lên tới cấp bậc hạ sĩ nhất. Rồi tôi mới ở trong chiến hạm đang dập. Trước hết là tôi thường thường để tuần ở chỗ Đà Nẵng, tức là Dùng Ba. Rồi tuần ở Đà Nẵng, rồi sau đó là khoảng tháng 3 năm 1975 rồi tụi tôi được định thay vì cũng phải về Sài Gòn bán Bạch Đằng để tiêu bổ đồ này kia. Nhưng mà về cái cuối tháng 3 là bắt đầu có chiến tranh bùng nổ, thành ra khi bộ tư lệnh chiến hạm chỉ thị là không được về Sài Gòn, kêu tụi tôi ủng hộ ở bên Vũng Tàu. Tại vì lúc đó là Việt Cộng nó bắt đầu nó vô, thành ra chúng tôi cái nhiệm vụ của chúng tôi là pháo kích lại chỗ nào có ngoài tình nghi hay là có Việt Cộng, để tôi là pháo kích lên trên bờ, thì là cứ kéo dài tới cuối tháng 4, khoảng 30 tháng 4 năm 1975 thì được lệnh của Bộ Tinh Hải quân di chuyển, kêu tụi tôi phải tập hợp tới đảo Côn Sơn. Tụi tôi xếp hàng ba cái hàng dọc, rồi những chiếc tàu nào đó hoặc những chiến hạm nào đó không đi được đó thì cho nó chìm xuống biển luôn, chứ mình sẽ xếp hàng dọc tới cái đảo Côn Sơn. Rồi ai muốn về Việt Nam đó, thì theo cái chuyến học khác về Việt Nam. Rồi phần nhiều đa số là đi qua bên Philippines, tức là người kia mình xuôi bay ở Philippines rồi trả chiến hạm cho người Mỹ, và họ mướn cái tàu buôn chở được tôi qua Guam này. Xin chú Larry nhìn con anh xem cái không? Tại em nó xếp ấp là anh nhìn mình lại nhìn này anh ta. Thưa anh thì anh nói là lúc đó là anh ở Đà Nẵng và anh bắn ểm trợ vào bên trong, tức là tháng 3 là Đà Nẵng bắt đầu mất rồi và anh ểm trợ suốt cho đến khi vào tới Sài Gòn ngày 30 tháng 4, là lúc bây giờ mình mất nước rồi, mất hoàn toàn. Dạ, lúc đó là thường thường từ chiến hạm của tôi là ở dưới HK-12 là em trọ cho tuần ở Đà Nẵng. Rồi khi mà Đà Nẵng mất thì tôi thay vì phải về Sài Gòn để tô bổ rồi này kia, nhưng mà đi tới về tới Vũng Tàu đó, thì khi tư lệnh hải quân chỉ thị là không được vô Sài Gòn, thế nên tụi tôi tiếp tục ủng hộ cho trên kia Vũng Tàu để bắn trên bờ. Thế anh là cái hát HK-12 đó là loại tàu lớn hay nhỏ? HK-12 là cái loại tàu có thể nói là trung bình. Sức chứa là bao nhiêu người có thể? Nếu mà nhân viên đầy đủ thì khoảng 75 người. 75 người. Tuy nhiên mà thường thường
cũng thiếu, không có đủ như thế nên khoảng 40-50 người đã. Đó là nhân viên, còn thí dụ như người ta khách hứa mà xuống thì anh có thể hát thứ 12 có thể trả được bao nhiêu? À, nếu cái đó nếu mà chở thì dân tị nạn đó thì không thể nào tính được, tại vì theo mình biết là cái boat people, cái boat people đào thoát đó, là họ có thể là chưa tới mấy trăm người cũng có thể được, chứ không phải không được. Rồi cái lúc đó tôi đi đó thì cái tàu khác thì cái hạm trưởng của tàu khác có nhận ít nhất theo tôi biết là 40-50 người dân tới cái chiến hạm của họ, nhưng mà chiến hạm của họ thì quyết định về Việt Nam. Thành ra luôn cả chiến hạm trưởng, các nhân viên, rồi luôn cả những người mà đầu thoát, dân sự đầu thoát ở trên cái chiến hạm, thì qua cái chiến hạm của tụi tôi, rồi một hai đi tới đảo Phong Sơn, sau đó đi tới Subic Bay của Philippines. Từ Phong Sơn ra Subic Bay thì hành khách của anh là ai? Phần lớn là của quân đội hay là thường dân, họ là ai vậy? Tới phần nhiều đương nhiên là cũng là nhân viên của chiến hạm của tôi HQ-12. Rồi cái cũng như tôi nói là có 30-40 người là dân sự, tức là hạm trưởng của chiến hạm khác. Họ tới cái chiến hạm, tại vì họ cái chiếc chiến hạm của tụi nó để đi về Việt Nam. Thành ra chiến hạm tụi tôi là chở nó đi lại của nhân viên của tụi nó. Tất cả tôi nghĩ lúc đó là khoảng 100 mấy người. Thế anh là lúc đó gia đình của anh ở đâu? Anh chưa có gia đình khi đó, còn độc thân hay sao? Dạ, lúc đó tôi 24 tuổi, tôi chưa có lập gia đình. Thứ nhất là tôi quyết định, có nhiều người, rất nhiều người cũng không biết vì sao, không biết quyết định sao, tại vì lúc đó là rất là bồn chồn và không biết là nghĩ là sao. Cũng có chiến hữu của tôi là quyết định về Việt Nam, rồi tại vì họ có gia đình, có bà má, hay là có nhất là vợ con cái rồi này kia ở bên Việt Nam, thành ra họ nhất mình phải về. Tôi thì tôi nghĩ là tại vì ở trên thì có anh, ở dưới là có em, có ông già thì mất lâu rồi, nhưng mà có bà già, thành ra con mình tôi quyết định là tôi đi qua Mỹ. Thưa anh, đến Subic Bay thì tàu của anh có được vào bên trong đó? Lúc mà tụi tôi đi vô Subic Bay đó, tại vì Mỹ là tới cái chiến hạm để tới hạm đội, lúc đó là nó có trách nhiệm là ở ASEAN hay là ở Pacific Island. Thành ra họ cũng sợ là tuy nhiên là cái Subic Bay là của Mỹ, thuộc về của Mỹ, nhưng mà nó vô cái hải phận của Philippines thì nó cũng sợ là nếu mà mình mang cái quốc cờ của Việt Nam Cộng Hòa hay là mang cái tên của Việt Nam thì nó sẽ complain hay là nó không có cho vô. Thành ra để tới hạm đội rồi kêu tụi tôi là phải thả xuồng xuống và sơn lại mấy cái chữ Việt Nam, coi như là cái HQ-12 rồi kia, nó hạm đội kia này phải sơn hết, với lại phải hạ cờ xuống, hạ cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống, lên treo cờ Mỹ, với lại có để tới hạm đội thì cho một người lính Mỹ, với lại một sĩ quan trung úy sĩ quan lên cho hạm đội của tôi, và lên cho đại chỉ huy dẫn tụi tôi vô sự về. Thưa anh, cái cảm tưởng của anh và những cái phản ứng của những người đi cùng với anh khi mà mình phải hạ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa xuống để đi vào bên trong, anh có cảm xúc gì không lúc đó? Dạ, lúc đó là tôi từ hạm trưởng đến lính
ai cũng cảm xúc rất là mạnh, tại vì biết là mất nước rồi, nhưng mà hạ sôi xuống tức là mình mất nước, tức là mình đầu hàng, bất cứ đầu hàng cho Mỹ hay là đầu cho Việt Cộng. Thành ra tụi tôi cũng có cái lễ lân sơn như nào rất là nghiêm trọng để hạ cờ xuống, từ ông sĩ quan, từ ông hạm trưởng, tới những người lính đều chảy nước mắt, rất là tiêu biểu cho Việt Nam Cộng Hòa đã mất rồi. Thế anh thì đang là trong quân đội, ngồi trong một cái chiến hạm đi, coi như có công việc như thế, cũng từng là một cái người không là ai nữa, thì cảm tưởng của anh như thế nào ngoài việc cảm xúc về cái cờ hạ xuống là ý chỉ mất nước cũng như là mình không còn cái gì nữa, thì cái bản thân anh ấy, bây giờ coi như nước mất nhà tan, bản thân mình không là ai nữa, thì anh có thể cho biết là cái cảm tưởng của anh lúc mà anh đi vào Subic Bay, anh thấy nó vui mừng hay là như thế nào hay là sao? Lúc đó thật là cũng không biết vì sao, biết đó là có khi mà tụi tôi vô Subic Bay rồi đó, biết là có thể đi Mỹ nhưng mà cũng không phải là 100% đi Mỹ. Tại vì từ trên xứ dưới là không có ai cho tôi biết là mình sẽ đi đâu, cái mạng dặn của mình đi tới đâu không có biết được. Nhưng mà với cái lời mạng của một người lính thì tôi phải nhất định, tôi cá nhân tôi là phải nhất định vì cái chỗ cái tương lai tốt đẹp hơn. Tôi đang biết là cực khổ. Trước khi tụi tôi qua bên tàu buôn á, Mỹ nó muốn tàu buôn chở tụi tôi qua Guam này. Trước cái đêm đó tụi tôi có buổi họp, từ hạm trưởng đến lính của buổi họp cùng tay, tức là ổng lo về những cái lặt vặt như là cái búa rồi này kia, rồi những cái búa rọt gõ xét hay là cái những cái phụ tùng, thì họ đem chia cho tất cả anh chị em, anh em. Vì sao? Ông nói là để chia nhau mà xài. Hơn nữa đó là khi mà mình tới tới bờ rồi đó, thì mình có thể lấy những cái gia dụng này để xây dựng một cái nghề nghiệp, để làm một cái nghề gì đó, có thể nuôi sống cái nhân viên của mình. Nhưng mà thật ra thì lên tới bờ rồi, lên tới bảo quan này nó thì nó tịch thu hết những cái gia dụng như sắt rồi này kia, nó búa rồi này kia này, nó tịch thu hết. Tại vì họ cũng sợ mình phản kháng hay là mình làm những cái việc bậy. Khi mà đến tới bờ này nó thì có Mỹ thì nó cho ăn ở rồi này kia, nó ở trong trại, thành ra những cái đồ đó thật ra cũng không có sạch đâu. Không có ít lợi được. Tôi không nhớ chỉ huy trưởng của HQ2 là HQ12 là của ai là ông nào? Ông tôi có cái bạn là ông Nguyễn Văn Đạo. Nguyễn Văn Đạo. Đó là hạm trưởng, thiếu tá Nguyễn Văn Đạo. Thưa anh, thì khi mà bước vô chân lên đảo Guam thì anh được đối xử ra sao? Khi tụi tôi tới Guam là cái tôi cái nhớ nhất là cái xe sắp hàng là lên trên chạy vô trong cái kêu mà cái commercial port, tức là cái commercial mà nó để cho cái tàu buôn rồi này kia nó vô, thì tôi cặp vô nó, rồi nó có cái màn che sơ lại thôi, rồi những cái đồ quân trang nó thì phải bỏ hết, rồi họ phát cho mình quần áo. Rồi cái tôi thấy phấn khởi nhất là sau hầu như là khoảng 10 ngày đó tụi tôi không tắm rửa gì hết.
giả trên tàu cũng không tăng lửa nữa. Để lên đây nó kể con mấy cái phao xịt, tức là mấy cái rồi bông sen cái gì đi ngang qua để mà tắm rửa sơ sơ thôi, rồi mặc quần áo để lên trên xe buýt. Họ sẽ chở tụi tôi đi lên tới tới cái trại tị nạn. Thế anh ở lại trại tị nạn bao lâu? Tụi tôi thì ở trại tị nạn 12 tây tháng 5 năm 1975, lúc đó khoảng 5 giờ mấy chiều thì tôi tới tới đảo. Rồi họ chở tôi đi chạy tị nạn. Chạy tị nạn tới từ tháng 5 tới tháng 8, cuối tháng 8 là có một cái building, tức là một cái building, chỗ building do một sponsor, tôi đang cũng người Đài Loan, do một sponsor tụi tôi ra làm việc cho họ. Tôi tiếp tất cả là hai quân, tất cả là khoảng không phải hai quân không, nhưng có bộ binh này kia, tức là trong trại sinh tôi tự ra ngoài để làm việc cho họ khoảng 5 người. Tất cả trong trại khoảng 4 tháng. Suốt thời gian trong trại có cái chuyện gì xảy ra mà anh còn nhớ? Suốt thời gian trong trại thì có nhiều người qua bên này. Thứ nhất là cũng như hồi nãy tôi nói là họ bỏ vợ con lại, tại vì lật lật mà nhiều khi mình không có quyết định được. Quyết định đi hàm trưởng hay là những cái ông chỉ huy và bộ chỉ huy. Thành ra có nhiều người có một chiếc hay như là tàu tương tính là phải. Thì tụi nó là quyết định có một phần đó, một phần thiểu số là cũng thân Việt Cộng. Dạ, nó nằm sát bên Việt Cộng. Thành ra họ dễ hình của Bác Hồ, họ cúng Bác Hồ. Rồi họ quyết định là họ sẽ đi về Việt Nam. Mỹ thì nó rất là tự do, thành ra Mỹ chuẩn bị một chiếc tàu sẵn sàng cho tụi nó đi. Lúc đó khoảng 300 mấy người, cho thực phẩm, cho nước nôi rồi kia đầy đủ, đầy đủ 3 tháng cho tụi nó về Việt Nam. Rồi những người muốn ở lại thì ở lại, nhưng mà lại đa số 99% là muốn ở lại. Rồi cái 300 mấy người là rốt cuộc là cũng về Việt Nam. Nhưng mà cái số phận của tụi nó về Việt Nam sao thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghe nói là những 300 mấy người này đó, khi mà về tới Việt Nam đó, thì họ sẽ chính phủ Việt Cộng cho tụi nó, nhốt tụi nó trên cái một cái đảo nhỏ. Và từ tôi nghĩ là từ nó sẽ cố xét lại. Và có nhiều người bỏ trong tù cũng có, chưa chắc hẳn là họ gặp được gia đình nữa. Sự thật thì cái số người đó là 1.652 người, và về đến Sài Gòn thì nó bắt cập đến Nha Trang, nó đưa tất cả mọi người vào tù. Chỉ có một, nghe nói chỉ có một cháu nhỏ 4 tuổi nó bắt tù. Và cái người hạm trưởng lúc đó là ông trung tá Trần Đình Trụ, bị bắt tù 13 năm, ông đến năm 1992 ông qua đây với cái diện HO, và giờ ông đang sống ở Hương Tân. Nhưng mà như vậy và nhiều cái tàu khác cũng cái tàu đó cũng nhiều người về, bị dài nhất là 17 năm. Số đông thì về 3 năm, 2 năm, phụ nữ cho về sống rồi. Thưa anh, thì lý do mà tại sao mà anh không có là một nơi sinh sống? Ok, tại vì lúc đó mình cũng chưa có liên lạc gì. Cuối tháng 8 mình ra mình làm việc đó, thứ nhất là chưa có liên lạc với gia đình được. Ở bên Việt Nam cũng không biết, không dám liên lạc. Thành ra tôi nghĩ là đảo Hoàng đó là thứ nhất là cái sinh hoạt của nó là hợp với Á Đông của mình. Đảo Hoàng là nhỏ, khí hậu cũng tốt. Ok. Rồi rối mà mai mốt đó, mình về Việt Nam được đó. Tôi cũng tính về Việt Nam trả lời. Thành ra cái bước đầu tiên là tôi quyết định là, thật ra ban đầu đó thì người Hoa, đảo Hoa này, cái local của đảo Hoa này, người Hoa
họ cũng thông quan nhân Việt Nam, cái dân tị nạn Việt Nam ở Đảo Hoàng. Thứ nhất là họ có thể sợ, họ sợ là mình sẽ giật cái công ăn việc làm của nó. Hơn nữa là cái vật giả này, tức là cái vật liệu rất là hàng hiếm, tại nó có thể mình nếu mà khơi khơi, tôi theo tôi biết là khoảng nửa triệu người stop của Đảo Hoàng này từ Quảng Ninh Mỹ, tại nó nếu mà khơi khơi mình nói là 100 người, nếu mà nó cho phép, lần đầu tiên nếu mà nó cho phép thì khoảng 100 người ở Đảo Hoàng này nó hơn cái dân của nó. Chị thấy không? Thành ra nó cũng sợ. Rồi nó không có vận động cho mình ở lại. Tới sau từ hay sau mấy tháng cái họ thấy là họ, cái dân Đảo Quan này hay là những cái chính trị gia qua Đảo Quan này, nó thấy người Việt Nam, người tị nạn chưa chắc gì muốn ở lại Quan. Tại giờ bên Mỹ là có thể để đi học những cái ngành đồ này kia nọ. Thế nào mới bằng lòng là cho ở lại Quan. Thành ra tôi mới xin ở lại Quan, tức là tôi ông chỗ tôi vô bảo lãnh thì tôi mới ra ngoài này tôi làm. Với mục đích là mai mốt nếu mà tôi liên lạc với gia đình Việt Nam cũng gần chút, nếu mình có về Việt Nam cũng gần chút. Nếu mà mình ở Quan đi Quan Phi hay đi Quan Đài Loan đó, là về Việt Nam cũng khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Thành ra tôi quyết định là Đảo Hoàng. Anh ở đây rồi, vấn đề gia đình anh sau đó thì anh lập gia đình đi cùng với anh, có ai không? Ngoài anh ra thì có anh em gì không? Không có, tôi có người hai ông anh là trước năm 75 là họ vượt biên qua bên Hồng Kông. Ở bên Hồng Kông cũng 5-7 năm. Thành ra cũng lúc mà lần lượt đi đó là không có nhận được cái địa chỉ của hai ông anh, thành ra không biết vì sao mà liên lạc được. Việt Nam thì không biết, không có thư từ đi lại được. Thành ra có nhờ người bạn đi tới Hồng Kông để đăng báo dùm. Dạ, đăng báo rất là nhỏ thôi, đọc nó rất là nhỏ, nhỏ xíu là khoảng 1 inch hay 2 inch thôi. Ok, đăng báo. Rồi tình cờ thấy ông anh cả mới đọc báo mới thấy. Ồ, hay quá hả? Đọc báo mới thấy rất là hên. Rồi mới gọi điện thoại cho anh bà, nói là hey, anh em nó ra này, nó vượt biên nó ra này, nó đảo thoát nó ra này. Đây, rồi mới có cái địa chỉ. Cái ông anh thứ ba này mới viết thơ qua này để cho biết là tao mừng cho mày đã ra rồi này kia. Lúc đó là tôi đang làm việc rồi ông chủ thì manager của tôi nói là hey, mày có lá thơ. Lúc đó thiệt mình chưa mở lá thơ, thấy cái chữ, thấy cái tên của ông mình chảy nước mắt liền, chảy nước mắt. Đó là một cái chỉ một ngôi hy vọng, một cái hy vọng cho mình để liên lạc với thân nhân rồi. Tại vì Việt Nam chúng có liên lạc được. Chưa có vợ, chưa có con, không có ai. Thành ra lúc mình thấy cái tên của ông anh chảy nước mắt. Rồi ông anh mới viết thơ về Việt Nam cho biết là không được chỉ đỏ nữa, không dám chỉ đỏ là tên gì, không dám. Nên là tao có một bạn tên như vậy. Nó là an toàn rồi, không có sao hết. Kiên trì. Nên là nhắn. Dạ, nhắn tin cho biết là ai. Bây giờ cái hướng còn sống. Tại vì lúc mà tôi tư ra đó là xa gia đình là cũng khoảng 3-4 tháng rồi. Từ đi tuần tới trở về Vũng Tàu tới chạy luôn. Thì gia đình không có biết gì hết, 3-4 tháng thì không biết thằng này chết hay này sống, không có biết được. Thưa anh thì cái góc đầu tiên của anh ở Đảo Hoàng này, anh đã có mấy người Đài Loan đến đưa mấy người của anh ra đi làm, đó là việc gì hả? Tức là cái bảo trì với lại làm vệ sinh cho cái
cho cái tòa lầu, cái office, cái building làm office đó, cũng như là nó phải làm vệ sinh, rồi sân vét này kia, maintenance. Cho mấy cái building của hãng họ. Cái building đó là bây giờ còn ở GCIC ở Aniqua. Nó có 7 tầng, 9 tầng lầu. Nó cho người ta mướn là làm office. Thế nó đầu tư năm rồi đó là cái maintenance của, cho cái building. Và trả lương khá không? Lúc đó là cũng ok, tại vì mình nói được tiếng Hoa, thành ra nó cũng, nhưng mà cũng trả cái bắt đầu trả tối thiểu. Lúc đó tôi còn nhớ là 2 đồng 25. Vậy khi mà anh lãnh được cái check đầu tiên đi làm đây thì anh làm gì, anh mua gì anh? Ông chủ, ông manager thì khi mình ra mình làm mình rất là mừng, rồi ông cho một cái chỗ ở, thì rất là chật chội nhưng mà cũng được, rồi mình có thể trong cái kitchen có thể nấu ăn được nó. Rồi khi mình ra nó thì nói ngay là không có đồng sâu các mặt nào hết, thành ra họ cho mình mượn tiền, mỗi người cho mình 100 đô để mua quần jean, mua quần áo này kia, mua giày dép này kia. Thì mình lãnh được cái check đầu tiên là cũng rất là mừng. Và nếu mà mình đổi với tiền Việt Nam là rất là lớn. Và trước hết thì trả 100 đồng cho lại cho ông chủ, rồi sau đó là mua những cái nhu yếu phẩm. Thành ra từ tôi cũng rất là cố gắng và tức là tiết kiệm. Thật sự cái check hai cái mỗi tháng đẩy hai cái check là đều bỏ nhà bằng hết. Họ giám đốc, ông giám đốc rồi cũng dẫn mình đi nhà hàng mở cái account. Rồi cái mỗi cái hai cái check đều bỏ nhà bằng hết. Rồi sau đó mới đi làm part time, đi làm thêm part time. Job thứ hai đấy. Dạ, cái job thứ hai là phải là part time. Phát thang nó kiếm được một tháng, mình kiếm được mấy chục đô rồi này kia. Cái đó là tiền mặt, mới để dành xài. Cứ yêu cầu mình nhất định là phải hai cái check là phải bổ nhà bằng. Anh gặp chị trong trường hợp nào? Bà thì hùng với... nếu mà nói cái trường hợp mà gặp nhau cũng rất là vui vẻ và rất là kỳ lạ. Thì khoảng 3-4 tháng sau đó, không phải, sorry, có một năm sau thì bà dậy vô, bà với ba người đàn bà. Phải nói là gia đình bà với ba người mang gia đình bà là mở cái nhà hàng nhỏ, còn quán ăn. Mỗi quán ăn nhỏ là mới dời vô cái arcade, tức là cái đầu dưới của cái building của tôi là. Thế nên lúc đó là tôi đã lên tới supervisor, thế là tới giám đốc rồi. Rồi tôi phải làm vệ sinh cho nhà hàng rồi kia nữa. Thế nên tôi phải nói là đừng làm vệ sinh, rồi sau đó mỗi buổi trưa là phải mới chưa nghỉ từ 12 giờ đến 1 giờ là đi làm waiter cho cái nhà hàng đó. Phải mua đặc giặt rồi kia, làm cái đặc giặt làm vệ sinh, rồi cũng làm sạch sẽ hơn mấy cái phòng khách khác. Lúc đó là bắt đầu bà cũng là độc thân, rồi thương là độc thân, rồi 3 buổi ăn sáng trưa chiều đều ăn ở chỗ nhà hàng của cổ, quán ăn của cổ. Thế nên mới quen nhau, bắt đầu quen nhau.
Ăn cơm quen quá rồi, không muốn đổi cơm khác. Thế anh khi nào anh mua được căn nhà đầu tiên của anh à? Mấy năm sau? Còn 10 năm sau. 10 năm sau, lúc đó lập gia đình rồi đấy mà. Dạ, lúc đó lập, tôi đầu tiên lập gia đình năm 1979. Lập gia đình. Rồi mua cái căn nhà đầu tiên là khoảng 1980. Thì cũng để dành tiền rồi về kia. Thành ra bắt đầu gom góp. Cái cảm xúc của anh khi mà anh vào cái căn nhà mà anh mua vào cái đầu tiên của hồi lúc đó làm cái tại Đà Quang này như thế nào không? Lúc đó chị có con hay anh chị có con chưa? Dạ, tôi từ năm 1980 rồi, tôi có đơn công đầu lòng. Rồi cũng ban đầu cũng nói ngay là ban đầu cũng không dám mua nhà tại vì mình cũng đương mình cũng có cao. Rồi sau khi lấy nhau rồi, thì bà cũng đi làm thôi, bà cũng đi làm thôi. Tại vì bốn người hồng nhau, tức là bốn người đàn bà mà hồng với nhau mở cái quán ăn đó. Có kiếm tiền, có kiếm tiền được, có lợi. Nhưng mà tại vì phần cổ hồng nhiều quá, bốn người rồi. Thành ra đôi khi cũng xích mích người kia. Sau khi lấy nhau rồi, bà nói thôi, tôi sẽ sell cái phần cổ của tôi. Thành ra tôi thứ hai người đi làm thôi, ban đầu cũng không dám mua nhà. Rồi có anh rể thì anh khuyến khích mình phải mua nhà đi. Dù sao đi nữa Việt Nam mình cái cần thiết nhất là phải có cái nhà ở trước. Ok, mới bắt đầu đóng góp để mua nhà, rất là mừng. Thì rồi sau đó cũng thấy trả cũng trả cái tiền băng cũng tức là dễ dàng. Hơn nữa nếu mà mình trả tiền thì nó có thể cũng như là cái đóng góp xây đình thôi. Mấy anh chị có mấy người con rồi? Cả đời tôi có hai người. Bao nhiêu tuổi? Đương trai đương gái. Đương trai là bây giờ 32 tuổi. Đương gái là 26 tuổi. Hai em cũng ra trường đi làm hết rồi chứ? Dạ, hai người cũng học hết đại học. 22 tuổi ra trường đi làm, bắt đầu đi làm. Cũng may cho là hai đứa con cũng khá ngoan. Với lại cũng rất là tiết kiệm, khỏi được cái con lo. Đứa con nào làm cũng con trai 32 tuổi đó, bây giờ làm cho cái kiêm cái federal government ICE immigration cap invest enforcement tức là cái homeland security. Cũng 3-4 năm. Rồi đứa con gái thì học hết master đi dạy. Bây giờ đang dạy học. Kể như tụi tôi khỏi cần lo gì hết. Thế anh thì anh chị mặc dù gốc là người Trung Quốc nhưng mà mỗi người sống ở một thế giới như anh ở Việt Nam, sống ở trời lớn thì cũng như người Việt Nam rồi. Chị ở Đài Loan là cái hoàn cảnh lịch sử và cái sự xa cách cũng rất nhiều. Khi anh với chị lập gia đình có cái gì khó khăn về vấn đề văn hóa khác nhau, đồ ăn khác nhau, có cái gì làm cho hai người khó phải khó khăn để mà hòa đồng như thế nào không? Yeah, cũng có nhưng mà ít thôi. Tại vì cái tính tình của tôi là mình lấy nhau thì cũng như ông bà của mình, khi mà mình hai người lấy nhau đó là cũng từ hai cái gia đình nó hợp lại thành một cái gia đình thôi. Thành ra cũng phải vừa đi tới bước nào thì mình học tới bước đó. Đương nhiên có cái
rất là xa cách rất là nhiều, cũng đôi khi cũng có, nhưng mà tôi cũng cố gắng là tôi sửa đổi lại. Cũng như khi mà nhất là khi mà cái đồ mà ăn mặc đồ này kia mình ở nhà thì mình ở trần đúng không? Ở trần cho nó mát. Với mình thường thường là mình ở Việt Nam mình mặc cái quần xà lõn, mà cái xà lõn mình ấy đó. Thì gia đình của bà nó là cái đó là cái quần quần tiếp ở trong thôi, không được mặc ra ngoài. Với cái nhỏ mọn vậy, có đôi khi cũng ấy, cái nhất là khi mà gia đình tôi, mẹ của tôi và anh chị em của tôi từ bên Việt Nam qua năm 1979, cuối năm 1979 qua bên này thì, tạm thời ở nhà tôi thì nó cũng có cái điều xích mích người kia rồi. Nhưng là tôi thấy là gia đình của tôi tới để khi mà ở riêng, tới sau này cũng ở riêng, nhưng mà khi mà đầu tiên tới thì cũng như chị, gia đình của chị tôi thì tôi cho cái mấy cái nồi chén rồi này kia tôi đưa cho bà hết, đưa lại cho bà hết, thì bà già bà xã tôi cũng cần nhanh. Cái này là thuộc về cái phần quản trị của tôi, thì phần xài của tôi. Tại sao không chờ tôi vận động hay là không có nói với tôi mà đưa lại cho gia đình của chị hết đó, thấy cái đó cũng là đúng. Tại vì phải không, đàn bà là với cái những cái kitchen, đồ kitchen cũng thuộc về của bà. Những cái phần nhỏ mọn vậy từ từ là những cái học lại thì cũng không có gì xuất nứt, chứ là sau khi mà bà chị rồi này kia, má rồi này kia rời qua bên Mỹ đó, thì cái chuyện đó cũng ok. Tôi nghe nói anh rất là thành công, anh có thể cho biết là anh làm cái gì để mà xây dựng được cái coi như là cái fortune của anh và gia đình hiện tại không? Về vấn đề kinh tế. Dạ, yeah, tôi khi mà ra nên cũng rất là cực, nhất là tôi ra bằng tài sản thôi. Thì thấy không? Không có đồng xu bạc các bạn nào hết. Cho nên tôi thứ hai người cũng làm cho người ta. Rồi sau đó từ có tại có phải nói là cái truyền thống của gia đình của tôi là buôn bán. Ông già tôi ở Việt Nam cũng là buôn bán. Anh rể cũng là buôn bán, ông anh cũng là buôn bán. Tại thành ra khi mà cái bước đầu tiên đầu tiên là thì thích buôn bán hơn, thích buôn bán. Tại là khi mà tôi xây dựng được khoảng, cũng như hồi nãy tôi nói là cái paycheck, hai cái paycheck nhất định là phải bỏ nhà bạn hết. Trừ khi là sau khi này là cái có đứa con rồi đó, có đứa con nào lòng thì có thể là cái check xài hết. Và trước đó là tôi để dành để khi tôi có mấy ngàn bạn đó, thì tôi mở cái quán nhỏ ở Hapanday. Bây giờ Hapanday tức là nó cũng cái bán ở ngoài, bán nó có cái sọc nhỏ vậy nè, rồi bắt đầu bán đồ ăn hay gì không, có bán đồ gia dụng, đồ già, đồ ra gia dụng, cũng như cái cho baby stroller rồi kia là bicycle, bicycle bán thuốc lá, bán này bán nọ. Thì sau đó thì có nhiều tiền hơn thì giờ ra ngoài mở cái tiệm lớn hơn một chút. Bây giờ cũng ok. Nhất là hai đứa con bây giờ đã thành nhân, thành nhân rồi. Bây giờ anh có mấy cửa tiệm không? Bây giờ là có một cửa tiệm thôi. Nhưng mà ok, có tiền, có kiếm tiền rồi. Là bây giờ có mua thêm một cái nhà ở bên Đài Loan. Cái đó là tính mai mốt, nhưng mà về hưu rồi thì đang ở thôi. Thưa anh, thì cuộc sống vất vả của một người di cư sang một nền bàn tay trắng, không có ai giúp đỡ anh lăn lộn để sống như vậy,
Vậy thì anh dạy con, dạy bảo con cái bây giờ đó thì anh nói với các cháu như sao để nó có thể noi gương anh để sống như vậy, con và cháu như thế nào, anh dạy họ như thế nào? Dạ, bây giờ trước hết tôi cũng cảm ơn cô vui tất cả các cậu các anh có cái chương trình này, có cái phỏng vấn này. Tôi hy vọng là con tôi, hai đứa con tôi sẽ thấy và những cái chuyện mà tôi nói và những cái chuyện tôi làm. Thành ra cũng có người ta nói là kêu con nó nhìn những cái gì mà cha mẹ làm chứ đừng có nghe những cái gì cha mẹ nói. Thành ra tôi cũng là làm cái bản gương cho con cái để đi coi. Biết là những cái giáo dục và việc kia là thực sự phải làm cái gương cho so far từ cái ngôn ngữ thì ở trong nhà đó, ngoài ra còn nói Anh ngữ đó là thì nhà trường nói thôi. Nếu trong nhà đó, thì bà xã tôi nhất định là phải bắt buộc là phải nói tiếng Hoa. Bắt buộc khi mà hai đứa con mà nói tiếng Mỹ thì bà nói tụi mình tao biết nghe vì phải nói tiếng Hoa tôi. Thành ra nhớ vậy là bây giờ họ nói được tiếng Hoa được là hạnh nói tiếng Hoa. Cũng vậy mà có thể thêm cái điểm của cái nghề làm của họ. Thí dụ như là sở di trú hay là ICE. Bây giờ có nhiều người mà thí dụ như là dục biến mình từ bên Trung Hoa lục địa qua hay là cần cái gì những cái thông dịch rồi kia những cái chỉ huy nó cũng kêu nó nhờ nó là Thế còn tiếng Việt thì sao? Các cháu có học tiếng Việt không? Không có cơ hội gì. Không có. Tôi vẫn hy vọng. Nhưng mà đứa con trai của tôi cũng biết order mấy cái đồ ăn Việt Nam rồi mấy cái đó. Tôi cũng hy vọng là tôi dạy nó nhưng mà hầu như không có cơ hội gì. Nhưng mà order mấy món Việt Nam rồi mấy cái đó, nó biết hết. Anh có về lại Việt Nam chưa? Có, tôi có, hồi trước còn là có đi về Việt Nam nhưng mà tới lần cuối cùng tôi về Việt Nam là khoảng năm 2000. Dạ, đây là lần cuối cùng. Anh về thì anh gặp ai và cái cảm tưởng của anh là sao? Nó có giống những cái gì nhà cửa anh đi giờ nó có giống không? Lúc 2000 anh đi khoảng bà chị tôi còn, về những đứa cháu kia còn. Thay rồi sau đây nữa là cách bây giờ cũng 12 năm. Có thể là bây giờ thay rồi, tôi nghe nói là thay rồi rất là nhiều. Việt Nam cũng ok, bây giờ tức là những cái khách sạn 50 sao này kia mà với lại sinh sống của bây giờ có chỉ có cháu của bà chị thì ở bên đó. Làm cho hãng hãng Đài Loan một tháng cũng kiếm được $200 sinh sống rất là vất vả nhưng mà tôi nghĩ là cũng được. Tuy rằng nó sẽ từ cái bây giờ chỉ có chính trị cần phải thay đổi rồi cái tự do hơn. Thưa anh có muốn chia sẻ gì với con cháu hoặc là những giới trẻ mà tôi chưa có hỏi nói thêm gì không? Tôi hy vọng là cái giới trẻ của Việt Nam mình hay là bất cứ những người giới trẻ nào nếu mà mình cố gắng phần nào đó thì mình sẽ được cái phần đó, mình sẽ được và đừng có làm những cái chuyện bậy hoặc những cái chuyện thiệt hại cho xã hội. Thay mặt hội xin chân thành cảm ơn anh với chị. Thank you very much for coming here and support him. Yeah. Well, to our, yes. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị.